Vâng em xin chào cô bác và anh chị nha Hôm nay em xin được giới thiệu đến cô bác và anh chị một nô đất view nha Nô đất này diện tích là gần 4 sào, khoảng à, 3 sào 7 nha các bác Thuộc xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng Trên đất này là hiện tại là đang được trồng cà phê Chuẩn bị là được thu rồi nha Đất của mình đây được nằm trên một địa thế khá là cao so với mặt đường là cao khoảng 5 mét nha Với một cái view thung lũng rất là đẹp Và được nằm trên đường tỉnh DT725 Con đường đèo nha các bác Đó View rất là đẹp và xuất sắc luôn Xung quanh thì đã có những căn nhà khá là to Đang được dựng lên nha đó Hướng đường này của mình đây là đi thẳng xuống á, Di Ninh, Bảo Lộc Và Đắk Nông, Đắk Nắc Xuống thẳng Sài Gòn luôn nha các bác Đó đây là vị trí đất của mình này Mặt đường đây thì mình dài khoảng gần 300 mét nha Ôm trọn mảnh đất của mình Đấy, như một cái cung luôn Khí hậu ở đây thì uh, Ôn hòa, mát mẻ Quanh năm nha các bác Đó Các bác mua nô này Về làm view Khá là đẹp Khá là tuyệt vời này Trên đất của mình Hiện có một uh, mạch nước chảy quanh năm luôn nha các bác Các bác chỉ cần đào một cái ao thôi là nước chảy quanh năm trên vườn của mình luôn Đó Nhìn rất là đẹp như một hòn đảo nhỏ luôn đó Ở bên cạnh đây, phía trước á, mặt tiền của mình đây là Có một căn nhà này, người ta đang xây dựng này Rất là khang trang và đẹp với hướng đường này thì mình uh, chạy ra tới uh, trung tâm trường chợ khoảng 3 cây nha các bác Còn ra tới hàng quán là khoảng 2 cây thôi Với nô đất này người ta đang đưa ra cái giá là 1 tỷ rưỡi nha các bác Có thương lượng nhẹ thôi Đó các bác nào mua nô này về làm view nghỉ dưỡng thì khá là tuyệt vời Hiện tại chỗ khu vực này là chuẩn bị được đo nha các bác Đất khu vực chung quanh đây là chưa ai có sổ hết nha Thì uh, nhà nước đang đo tới uh, thôn 6 rồi Tân Thanh hiện nay là đang được đo lại hết từ đầu nha các bác Nên là khu vực này chuẩn bị được đo tới rồi Các bác nào mua nô này về thì là viết giấy tay Và hàng xóm ở bờ ranh sẽ ký hết cho mình Ký giáp ranh bờ về của mình hẳn hoi luôn Và cả trưởng thôn sẽ ký cho mình luôn nha Cho đến khi đất của mình được đo và làm giấy tờ sẽ là tên mình luôn đó, các bác nào mua nô này liên hệ qua cho em Em dẫn vào gặp chủ đất Trao đổi trực tiếp với chủ đất nha Đó Làm việc trực tiếp với chủ đất luôn Như các bác có thể thấy Xung quanh đây thì chưa một nhà nào có sổ hết Nhưng người ta vẫn cứ xây nhà bình thường nha Đó đây là thế đất của mình này Cao khoảng 5 mét nha các bác và nằm trên đường tỉnh DT725 Đây là view trước đất của mình này Khá là cao, thoáng, đẹp nha các bác View rất là đẹp luôn Ôm mặt đường xung quanh Quá là đẹp Thung lũng phía dưới này các bác quan tâm đến nô này liên hệ qua cho em nha Em dẫn vào làm việc trực tiếp chủ đất luôn Trao đổi trực tiếp luôn Như các bác có thể thấy Đường điện đây nha Điện nhà nước luôn View rất là đẹp Điện nước đầy đủ hết luôn nha các bác Rồi em cảm ơn các bác đã theo dõi